Quy Minh ơi, em hờ trách đại ca lắm phải không em? Dung đại ca, Quy Minh, đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca, con đường gì? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất, để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng yên tâm mà cất bước theo chồng không quan hệ. Đại ca chỉ đã tạo ra lớp cạnh đón trường. Mình không thành duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi mang niềm mong sao cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế giới để chờ ngày gặp gỡ với người yêu. Kẻ chết cô đơn dân thường hay mộc mị, tự an ủi mình trong giấc ngủ tiên quân. Cha ta rồi đây sẽ phải chân một mình giữa sa mạc không gian hay đồng quan cỏ. Minh ơi, điều đó có thể xảy ra cho đại ca, và tất cả đã do đôi trời định. Không, bổ dung đại ca dù do chúng ta có phải xa nhau, mỗi đứa một nơi, mỗi người một nhà. Dừng em dẫn cầu mong we
Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca không cầu xin một điều gì khác? Tại sao đại ca không điều gì đến nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Quế Minh đừng buồn, khi chưa hiểu được ta đã bao năm chung sống tôi dài gờ. Đối với Quế Minh ta chắc chịu từng kỷ niệm. Những kỷ niệm xưa đại ca đã đốt rồi trong ao tương, thì em chỉ còn lại người gần nghe tiếng hạt lưng trời.